mối quan hệ giữa hai yếu tố định tính. Đấy. Và tiếp tục kiểm định so sánh tỷ lệ hai tổng thể và kiểm định một dãy tỷ lệ cho trước có đúng với thủ số liệu cũ hay không. Thế thì bài toán cụ thể của nó là gì? Cho lớp nhìn này. Bài toán cụ thể của nó là gì? Bài toán cụ thể là gì? Đây nhá, đầu tiên mình kiểm tra tính độc lập là kiểm tra xem là một yếu tố định tính này có độc lập với yếu tố định tính khác hay không. Một yếu tố định tính này có độc lập với yếu tố định tính khác hay không? Nào. Kiểm chứng tính độc lập thì mình sẽ kiểm chứng như thế nào? À, thế nào là kiểm chứng tính độc lập? Tôi lấy ví dụ như sau. Một cái bài toán là điều tra giới tính và quan điểm là có nên lập gia đình muộn hay là sớm, nên lập gia đình muộn hay là sớm. Thế thì bây giờ người ta điều tra 200 nam nhé, thì 120 người bảo lấy vợ muộn, 160 nữ thì có 85 người bảo là nên lập gia đình muộn. Thế bảo rằng là nam và nữ có cùng quan điểm kết hôn sớm hay muộn hay không, có cùng quan điểm về kết hôn hay không. Đấy, có cùng quan điểm về kết hôn hôn hay không. Thế thì đây, thế thì bài toán bản chất chỉ là kiểm định xem tỷ lệ nam và tỷ lệ nữ ủng hộ là có giống nhau hay không, bài toán kiểm định như vậy. Nhưng tại sao mình gọi tên nó là kiểm định chi bình phương? Bởi vì là trong cái quá trình mình làm ấy, mình biến đổi những cái thứ này đấy, là những cái tần số này, tần số sau một hồi mình đưa nó về được một cái kiểm định về một cái phân phối, nó là phân phối chi bình phương. Bản chất phân phối chi bình phương là tổng hiệu của các phân phối, tổng hiệu của các phân phối gọi là phân phối gì nhỉ, gọi là tổng hiệu của các phân phối chuẩn đấy, của tổng hiệu của các phân phối chuẩn. Thế thì đây là tôi vẽ đồ thị của các được chưa? Thế thì tôi lại lấy một cái ví dụ tiếp theo. Người ta bảo là hai cái yếu tố định tính là hài lòng về mức lương và hoàn thành công việc, nó có liên quan đến với nhau không? Thì người ta nghiên cứu 37 người mà cảm thấy không hài lòng về mức lương, thì 8 người hoàn thành xuất sắc công việc, 10 người hoàn thành tốt công việc và 19 người là không hoàn thành công việc. Nghiên cứu trên 78 người mà cảm thấy mức lương của mình ở mức độ bình thường, thì tỷ lệ hoàn thành xuất sắc công việc là 18, 15,
tốt 45 trung bình. 85 người cảm thấy hài lòng về lương thì 30 người hoàn thành xuất sắc công việc, 20 người hoàn thành tốt và 35 người hoàn thành cùng trung bình. Vậy người ta bảo là cả có liên hệ nào giữa mức độ hoàn thành công việc và sự hài lòng với thu nhập hay không, với mức ý nghĩa 5%. Bản chất là kiểm chứng từng tỷ lệ một, tỷ lệ xuất sắc, tốt, trung bình của cả ba thằng là không hài lòng, bình thường và hài lòng. Đây nó không chỉ là kiểm định cái tỷ lệ bình thường đâu nhé, không chỉ là kiểm định tỷ lệ bình thường. Thế thì bài toán này nó như thế nào, bài toán này mình dùng như thế nào? Mình cũng đưa ra một phân phối chi bình phương, đây là tôi tính tay, nhưng mà bây giờ thì tôi hướng dẫn là sử dụng A như sau. Tôi hướng dẫn sử dụng A như sau. Tôi hướng dẫn sự nào. Đầu tiên nhé, mọi người phải lập giúp tôi cái ma trận này này, ma trận 8 18 30 này, dòng thứ nhất này. Dòng thứ hai 10 15 20, dòng thứ ba 19 45 35. Đầu tiên thì mọi người nhập hết cái x là bằng cả 9 số liệu đấy ra, thì đây là một ma trận cấp 3 nhân 3 thì nó có 9 số liệu. Thì ma trận của mình gồm x là số dòng số cột này, n row bằng m này, n column bằng n này. Có nghĩa là nó có m dòng n cột, bài này thì cả bạ dòng và cột đều là bằng 3. By row là bằng 4 này. Nghĩa là by row này là mình xếp cột trước hay xếp dòng trước thôi. Đấy. Sau đó thì mình dùng đúng một lệnh chi square test, thế là xong. Cả lớp chú ý trong A này. Đầu tiên mọi người đặt x bằng c như này. Sau đó A là một cái ma trận. X là nhập cả 9 số liệu này vào nhé. Sau đó tôi chia A là thành cái ma trận như này. 3 dòng, 3 cột. Thực ra tôi chỉ cần chia nó 3 dòng thì tự khắc nó sẽ có 3 cột, mọi người không cần phải viết. Không viết cột cũng được. By row là bằng chu, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mọi người sẽ xếp theo dòng trước. 8, 18, 30. 8, 18, 30 này, này là theo dòng. Sau đó mình chi square kiểm định tỷ lệ của từng dòng một như này thì như nào? Thì mình sẽ có là kiểm định chi bình phương theo phương pháp viết sơn, dữ liệu là tự lấy từ ma trận gì đây, ma trận A đấy, tính được chỉ tiêu kiểm định này, DF này và P giá trị này đấy, thế thôi, được chưa ạ? Mọi người xem cái ví dụ này cách làm. Được chưa? Thế thì đấy là cái bài toán kiểm định chi bình phương. Thế bây giờ
Tôi có một cái ví dụ như thế này, sử dụng cái dữ liệu trong cái file chi tiêu 2010 kiểm định xem là hộ nghèo qua khu vực có mối liên hệ nào với nhau hay không. Hộ nghèo và khu vực có liên hệ. Hộ nghèo và khu vực có liên hệ với nhau hay không, có nghĩa là khu vực thì mình có khu vực 1 này, khu vực 2 này, thì mình có hai khu vực như vậy thì xem tỷ lệ hộ nghèo của khu vực 1 là bao nhiêu, tỷ lệ hộ nghèo của khu vực 2 là bao nhiêu, hai cái này nó có tương đương với nhau không, nó có tương ứng với nhau không, được chưa, được chưa? Thế thì bài toán của mình là sử dụng mức ý nghĩa 5%. Thì cả lớp suy nghĩ chuẩn bị làm bài này. Ta có cái ví dụ tiếp theo nữa là từ tập dữ liệu, cũng từ tập dữ liệu đấy, kiểm tra xem yếu tố nghèo và số người trong hộ phân nhóm nhé là có ảnh hưởng, có liên hệ với nhau không. Mình chia số người trong hộ ra làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là ít người, nhà chỉ có dưới 2 người. Nhóm số người ở mức bình thường là từ 3 đến 5 người, và nhóm nhiều người là từ 6 người trở lên. Thì có mối liên hệ với nhau hay không? Đấy. Thế thì nghĩa là tỷ lệ nghèo nó có phụ thuộc vào số hộ không? Số người trong hộ không? Thế thì bây giờ tôi gửi cái bài giảng. Tôi gửi cái bài giảng. Bài giảng số 11. Thầy gửi rồi. Cái này có rồi thầy ạ. À thế à, thế cả lớp ngồi làm đi cho tôi.